Windham Grand Laguna Bình Châu, dự án là một tổ hợp nghỉ dưỡng sang trọng với quy mô lên đến 27 hecta, bao gồm các loại hình sản phẩm như biệt thự biển, shop villa và căn hộ condotel. Dự án này được công ty nhà đặt ra làm chủ đầu tư và được Windham Hotel and Resort quản lý và vận hành, đảm bảo chất lượng và tiện ích cao cấp. Windham Grand Laguna Bình Châu nằm tại khu du lịch Láng Hà, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, một vị trí đắc địa giữa những dự án du lịch lớn như The Grand Hồ Tràm, Nova World Hồ Tràm hay Melia Hồ Tràm. Dự án cũng được thừa hưởng chuỗi tiện ích phong phú cùng phong cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp, bao gồm cả hồ nước ngọt, nước lợ và nước mặn của biển. Ngoài ra, dự án còn được hưởng lợi từ các dự án giao thông lớn như là sân bay quốc tế Long Thành, mở rộng quốc lộ 51 kết nối Biên Hòa - Vũng Tàu hay tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường sắt Biên Hòa - Vũng Tàu, đường sắt xuyên Á, mở rộng đường ven biển Vũng Tàu và Bình Châu. Và nhờ những yếu tố trên mà Windham Laguna Bình Châu được xem là một trong những dự án nghỉ dưỡng có tiềm năng sinh lời vượt trội tại khu vực Đông Nam Bộ. Với vị trí đắt giá và chuỗi tiện ích đẳng cấp, dự án hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm tuyệt vời và thú vị cho cư dân cũng như du khách khi đến tham quan và nghỉ dưỡng tại đây. Vào ngày 15 tháng 3 năm 2024, thì tại Laguna Gallery, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư đặt ra đã tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến với các đối tác phân phối dự án Laguna Bình Châu trong giai đoạn năm 2024. Lễ ký kết này đánh dấu một bước quan trọng trên hành trình phát triển của dự án Laguna Bình Châu. Sự hợp tác chặt chẽ và đầy quyết tâm của chủ đầu tư đặt ra cùng các đối tác phân phối hứa hẹn sẽ đem lại những thành công mới mẻ cho dự án, mang lại những giá trị bền vững cho khách hàng. Đây được xem là một cột mốc quan trọng trên con đường của Laguna Bình Châu, ghi dấu ấn trên bản đồ du lịch cả địa phương và quốc tế. Chủ đầu tư đặt ra với tâm huyết và chiến lược phát triển bền vững, cùng với sự nỗ lực từ các đối tác phân phối uy tín và có uy lực trên thị trường bất động sản, đã đặt ra mục tiêu đem lại sự thành công bứt phá cho dự án trong năm 2024. Với đợt mở bán mới của dự án Laguna, đây sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho các nhà đầu tư đã tin tưởng và lựa chọn Laguna ngay từ giai đoạn đầu. Dưới đây là thông tin về giá sản phẩm chưa bao gồm thuế VAT, bao gồm Premier Villa đơn lập giá 28,5 tỷ, Premier Villa song lập giá bán 21 tỷ, Park Villa giá bán 27,5 tỷ, Gardenia Shop Villa 27 tỷ, Oceania Shop Villa 28,8 tỷ và Laguna Shop Villa 34 tỷ. Lộ trình triển khai dự án như sau. Vào ngày 26 tháng 3 sẽ khởi động khu A giai đoạn 2 ngay tại dự án. Tháng 4, khai trương nhà mẫu villa theo chuẩn của Windham Grand tại khu A. Tháng 6, khai trương Laguna Center. Tháng 8, khai trương nhà mẫu Condotel. Và tháng 9, khai trương villa mẫu khu B. Đây sẽ là cơ hội để sở hữu những sản phẩm đẳng cấp tại Laguna. Do đó, quý vị hãy liên hệ ngay với Phước Sử qua số điện thoại 0909 477 288 để được tư vấn và đăng ký tham gia đợt mở bán này.